chia đẳng cấp các bạn ạ, gồm hai đôi loa BMW Full 25 2010 và một cặp loa B3 đấy, một cặp loa B3 Bass 30 HF nhá, 121 và một quả súp hơi của hãng JD, chính hãng JD nhá, quá chất lượng luôn. Một bộ mic DE KV1000, một chiếc vang K2000 quản lý nguồn JD và một chiếc đẩy Monty. Ở đây là một chiếc đẩy của bác chủ nhà trước em ghép luôn để chạy quả súp. Đấy, nó đưa ra cái chất âm quá tuyệt vời. Một bộ này quá VIP, chất âm hoàn hảo luôn, và bên em đã căn chỉnh và setup hài hòa để bác phục vụ trong gia đình. Và các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm xịn chất lượng thì các bác cứ alo cho em nhé, qua hai số này 0963101338 hoặc 0962355939. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Giờ đây bên em cũng xin phép tạm ngừng video.